Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân bóng của trường Đại học Khang Hải để dự khán trận thi đấu tiếp theo trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá Nghệ Tĩnh Đại Hải Phòng lần thứ 8 năm 2023. Trước mắt quý vị và các bạn là cuộc đối đầu của hai câu lạc bộ, đấy là Quỳnh Lưu FC và các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu. Đây là một trong, chính xác hơn, đây là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ của các chàng trai đến từ xứ Nghệ. Và trọng tài chính của chúng ta đang hoàn tất những thủ tục để cho trận thi đấu chính thức được bắt đầu. Theo những quan sát của chúng tôi, ra sân cho trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ đến từ như vậy, các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu FC, họ sẽ ra sân trong trang phục áo vàng quần xanh và bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Bên phía FC Diễn Châu, họ sẽ ra sân trong trang phục áo màu xanh nhạt và bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Như vậy, trọng tài chính của chúng ta là nổi còi và hiệp thi đấu đầu tiên đã được chính thức bắt đầu. Và để tiện cho quý vị và các bạn có thể theo dõi trận thi đấu ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đội hình ra sân của hai câu lạc bộ bên phía Quỳnh Lưu FC. Họ sẽ ra sân với sự phục vụ của các cầu thủ. Cầu thủ bao số 3 đấy là Văn Lòng, số 4 Công Trường, số 5 Tô Văn Thịnh, chính xác hơn đấy là số 7 Tô Văn Thịnh, số 11 Dương Công Thiện, số 14 Trần Xuân Cảnh và cầu thủ bao số 15 đấy là Bùi Long Nhật. Diễn Châu FC, họ sẽ ra sân với sự phục vụ của người gác nền thủ thành báo số 1 đấy là Trần Đức Mạnh, các cầu thủ số 4 Quang Đạt, số 7 Xuân Phong, số 8 Hữu Sơn, số 9 Trạch Lý, số 15 Văn Sinh và chàng cầu thủ mang áo số 74, chàng trai viết lên cây Phan Mạnh Quỳnh. Long Nhật, với trận thi đấu của chúng ta. Đấy là tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu FC. Đá tiêu chính xác. Chàng trai đến từ đội bóng áo vàng. Một, hai, ba, dâu tăng, dâu tăng là ông công quân dân à? Dâu tăng đúng không? Mặt trời ekip sân cỏ Hải Phòng, huấn luyện viên Tuấn xin được gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất tới tất cả các khán giả đang theo dõi trận thi đấu của chúng ta và sóng livestream để khám hết sân cỏ Hải Phòng. Đánh đầu không vào. Xin được gửi lời chào đến anh Sim ạ. Và trận thi đấu giữa Tân Kỳ và Hồng Lam đã được diễn ra trên sân số 2. Và trận thi đấu đấy không được gửi tới quý vị và các bạn và sóng live stream của chúng ta. Đức Mạnh, đội trưởng Văn Sinh.
Đây là Văn Sinh. Cầu thủ bên phía Diễn Châu họ đang bàn đập với nhau khá tự tin. Vậy trong trận thi đấu ngày hôm nay, theo quan sát của chúng tôi bên ngoài đường pitch này, có rất nhiều các phóng viên đến từ Nghệ An đang tác nghiệp phía ngoài sân cỏ. Đấm bóng đến từ vị trí của người gác nền bên phía FC Diễn Châu. Không được. Bóng khai và đây là cơ hội lên bóng dành cho Diễn Châu FC. Văn Sinh. Đường chuyền dài của Văn Sinh. Không có bất kỳ một điểm cắt nào trong pha bóng vừa rồi. Và chính là chúng ta cho rằng là có tình huống đẩy sau đến từ vị trí của sân phòng. Sân phòng đã cho rằng là có lỗi cao chân trong pha bóng vừa rồi. Đá phạt lên dành cho Quỳnh Lưu FC. Với tình huống đá phạt này là Văn Long, trung vệ mà số 3 bên phía đội bóng áo vàng. Nguy hiểm, có thể dứt điểm ngay bây giờ, không được. Tình huống có phần thi đấu thiếu tập trung. Nguy hiểm ra. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Diễn Châu FC. Bàn thắng mở điểm đến từ khá sớm của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Đấy là một tình huống đặt lòng chuẩn chỉ đến từ vị trí của tràng tiền vệ áo số 7 Xuân Phong bên phía FC Diễn Châu. Và theo như những thống kê hiện tại ở khuôn khổ bảng B, các cầu thủ đến từ Diễn Châu họ đang là câu lạc bộ tạm xếp đầu bảng với 3 điểm có được cùng điểm số với FC Hồng Lam. Tuy nhiên họ hơn Hồng Lam về hiệu số bàn thắng bại. Và nếu như giành chiến thắng trong trận thi đấu ngày hôm nay, chắc chắn Diễn Châu FC họ sẽ là câu lạc bộ đầu tiên giành được tấm vé góp mặt ở vòng trong. Bây giờ là chuyên đề phải uống với cả
Một thế trận mà các cầu thủ đến từ Diễn Châu họ thi đấu có phần nhỉnh hơn so với FC Quỳnh Lưu, thì bàn thắng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên một bàn thắng đến từ những giây phút khá sớm trong hiệp thi đấu đầu tiên làm ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của đội bóng Áo Vàng. Đây là cầu lưới chạm tay được vào bóng vừa rồi. Nguy hiểm không được. Nó bóng dài nghi của Đức Mạnh. Đây là Văn Sinh. Quang Đạt. Đây là Quang Đạt. Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, các cầu thủ đến từ Diễn Châu không vội trong những tình huống chuyển khai lên bóng của mình. Văn Sinh. An toàn đến từ vị trí của Văn Sinh. Để hai cái bóng vào vào chiếc quẩy đá áp sát Văn Sinh. Rồi chúng ta tiếp tục với tình huống bóng biển của FC Quỳnh Lưu. Gọn cho đôi cày của Đức Mạnh. Rồi dành cho Diễn Châu FC. Đây là Xuân Phong. Phải cho rằng các cầu thủ đến từ Diễn Châu họ đều hưởng một tình huống phản công. Bóng đang còn trong cuộc. Đấy là một tình huống không có gì khó khăn đối với người gác đền Văn Sĩ bên phía FC Quỳnh Lưu. Bên phía FC Quỳnh Lưu họ sẽ có sự thay đổi người đầu tiên trong trận thi đấu ngày hôm nay. Cầu thủ được tung vào sân, đấy là Bá Hoàng, người rời sân nhường lại vị trí cho Bá Hoàng. Và cầu thủ mang áo số 15 đấy là Long Nhật. Như vậy sẽ có những sự điều chỉnh về mặt con người, những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật bên phía đội bóng Áo Vàng sau khi họ nhận bàn thua ngay từ những phút khá sớm của trận đấu đầu tiên. Xin được gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất tới tất cả các cổ động viên theo dõi trận thi đấu của chúng ta cùng fanpage của sân cỏ Hải Phòng. Xin được chào anh Sư Mẹt, chào Linh Hưng, chào Vũ Văn Đại, chào Huy Trác Hoàng, tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và thưởng thức trọn vẹn trận thi đấu của chúng ta với đầy đủ một khu vực cảm xúc. Phá bóng đến từ vị trí của Dương Văn Sinh. Và những tình huống phá bóng của Văn Sinh như vậy bóng rất vất vả cho những con người đang làm nhiệm vụ nhặt bóng. Đây ôi. Đánh đi.
đông các cổ động viên có mặt trực tiếp trên sân để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ đội bóng con cưng của mình. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, trong đấy có những người là bạn bè, người là đồng nghiệp, là thân nhân, và thậm chí có những người là người yêu cũ của các cầu thủ đang thi đấu trên sân. Sau khi có được bàn thắng vừa lên dẫn trước, theo như quan sát của chúng tôi, các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu họ đang lùi đội hình xuống khá thấp và họ sẵn sàng nhường thế trận lại cho các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu. Tuy nhiên ở một thế trận như thế này, lựa chọn đấu pháp thi đấu phòng ngự phản công là một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan. Và các cầu thủ đến từ đội bóng áo vàng họ hãy cẩn thận với những tình huống phản công của Diễn Châu. Tình huống chuyển vế đổi dấu thành công. Đá phạt dành cho các cầu thủ đến từ Diễn Châu. Người sẽ thực hiện tình huống đá phạt này là Phan Mạnh Quỳnh, chàng ca sĩ với bản hit có chàng trai viết lên cây. Đánh đầu không vào. Thế một tình huống mà Xuân Phong có cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên trong tình huống lắc đầu vừa rồi, chạy bóng thì hơi cao so với xà ngang khung thành của người đã nền tâm sự bên phía FC Quỳnh Lưu. Rồi phản công cho đội bóng áo vàng. Không được, quá người là khá hay. Dứt điểm từ xa không vào. Người vừa có tình huống ra trận cuối cùng cho pha bóng vừa rồi, đấy là Trạch Lý với một tình huống đặt lòng đưa trái bóng hướng về phía góc xa khung thành của Văn Sĩ. Tuy nhiên lực sút cũng như quỹ đạo của trái bóng là cực kỳ khó chịu và nó chỉ đi trượt cột dọc bên phía FC Quỳnh Lưu là ngang tấp mà thôi. Ngay lập tức đấy là câu trả lời đến từ các cầu thủ của Quỳnh Lưu FC. Nhìn lưng nào, đứng trong lưng nào nào. Diễn Châu gọi và lập tức Quỳnh Lưu trả lời. Không có bất kỳ một chút delay nào. Đây là Văn Sinh. Chúng ta cũng được chứng kiến lại tình huống dứt điểm nguy hiểm vừa rồi của các cầu thủ bên phía Quỳnh Lưu FC. Chuyền khá tốt cho đồng đội, có thể dứt điểm không được. Tình huống ra chân của Xuân Đào và nó không thể vượt qua được cái lưng đến từ vị trí của người đội trưởng Văn Sĩ đến với FC Diễn Châu. Trong vòng ít phút vừa qua, các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu FC ít nhiều họ đã lấy lại được thế trận, tổ chức tấn công và có những tình huống hãm thành là nguy hiểm. Tuy nhiên bàn thắng vẫn đang ngoảnh mặt lại với họ. Nếu như có được bàn thắng quân bình tỷ số ở những phút thi đấu trong hiệp thi đấu đầu tiên thì chắc chắn trận thi đấu này của chúng ta sẽ trở nên sôi động và hấp dẫn hơn rất nhiều. Look.
Không được. Bóng biển dành cho FC Quỳnh Lưu. Thế một tình huống phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Quỳnh Lưu lên trận thi đấu ngày hôm nay đang cực kỳ khát điểm. Nhưng mà sau lượt trận đầu tiên họ đã phải nhận một trận thua với tỷ số sát nút, đây là 0-1. Và nếu như ngày hôm nay Quỳnh Lưu giành được trọn vẹn 3 điểm trong trận thi đấu thì chắc chắn bố cục cũng như thế trận ở bảng B trong khuôn khổ giải bóng đá Nghệ Tĩnh lần thứ 8 năm 2023 tại khu vực Hải Phòng sẽ trở nên cực kỳ khó đoán. Đường truyền dành cho đồng đội, dứt điểm từ xa không vào. Đấy, và có tình huống ra trần cuối cùng cho pha bóng đấy là Văn Long. Nguy hiểm. Chắc chắn là có một tình huống đá phạt cho pha bóng vừa rồi. Một tình huống đẩy sau khá thô đến từ vị trí của Văn Long. Và đây là một cự ly cũng như một góc sút cực kỳ thuận lợi để cho các cầu thủ đến từ Diễn Châu họ có thể làm nên một điều gì đấy. Đứng trước bóng đang là cầu thủ báo số 74, đấy là Phan Mạnh Quỳnh. Là cùng chờ xem bài vỡ các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu trong tình huống đá phạt này là như thế nào. Phan Mạnh Quỳnh đường truyền cho đồng đội, nguy hiểm không vào. Rất đáng tiếc dành cho anh chàng mà áo số 7, đấy là Xuân Phong. Ít nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên Xuân Phong là có 3 cơ hội để có thể ghi bàn cho các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu. Tuy nhiên Xuân Phong mới chuyển hóa 3 cơ hội thành một bàn thắng mà thôi. Và đấy là bàn thắng duy nhất hiện tại trên trận. Một buổi chưa thành công để đến từ vị trí của nữ sở. Nhưng cái lưng của ai, của người nào bắt 1-1 cái nào. Công nhận một điều là cái lòng trong chân phải của Xuân Phong là khá ngọt. Một tình huống rất điển. Tình huống chân phải của Xuân Phong là cực kỳ có lực. Bóng biển dành cho Diễn Châu FC. Nhiều lắm, 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 n
trường là khá tốt. Dứt điểm từ xa không được. Thêm một tình huống mà trái bóng tìm đến cái đầu của chàng hậu vệ Văn Sình, đội trưởng bên VFC Diễn Châu. Sau tình huống giao chân của Bá Hoàng, đây là Văn Sĩ đến với vị trí của công trường. Bước chuyền dài của công trường. Đấy có lẽ là ý đồ tung ra một tình huống dứt điểm từ xa của công trường. Trái bóng đi là chưa chính xác. Và trọng tài chính của chúng ta là đội hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ, đấy là Quỳnh Lưu FC và Diễn Châu FC. Kết quả các cầu thủ bên phía Diễn Châu, họ đang tạm dẫn các cầu thủ đến từ đội bóng áo vàng với tỷ số là 1-0. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nghỉ giải lao. Các bạn đang quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Quỳnh Lưu FC và FC Diễn Châu trong khuôn khổ giải bóng đá Nghệ Tĩnh tại phòng năm 2023. Và kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, các câu lạc bộ đến từ FC Diễn Châu, họ đang là đội có đôi chút lợi thế với một bàn thắng có được. Và trọng tài của chúng ta là đội còi hiệp thi đấu thứ hai chính thức được bắt đầu. Các cầu thủ đến từ FC Quỳnh Lưu ngày hôm nay, họ đang còn khoảng 25 phút cho hiệp thi đấu thứ hai để có thể tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số hoặc có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng trong trận thi đấu có tính bước ngoặt quyết định đến vị trí xếp hạng của bảng B. Bây giờ thì các cầu thủ đến từ đội bóng áo vàng ngày hôm nay họ đang phải giải một phương trình, một phương trình mang tên là Diễn Châu FC. Và liệu rằng đây là một phương trình có nghiệm hay vô nghiệm, chúng ta cùng chờ đợi vào những phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai này. Đây là tình huống đá phạt dành cho Quỳnh Lưu, không được. Tình huống thi đấu tập trung và chắc chắn đến từ vị trí của người gác nền Đức Mạnh. Không được, hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng ít phút. Tuy nhiên trái bóng đi hơi thiếu chính xác. Bóng biển dành cho các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu.
đập đập. Đã có tình huống phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi. Người bị phạm lỗi đấy là người khác, nền Đức Mạnh, nền thế FC Diễn Châu. Mặc dù đã là câu lạc bộ dẫn trước, tuy nhiên cầu thủ đến từ Diễn Châu cần phải biết rằng 1-0 là một cách biệt cực kỳ mong manh trong bóng đá. Bóng rất tốt khi đến từ vị trí của Văn Trịnh. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, đội hình đến từ Quỳnh Lưu FC đã đẩy lên khá cao và chắc chắn họ sẽ thi đấu pressing tầm cao. Trước mắt là tìm kiếm được bàn thắng, quen bình cách biệt, và sau đấy là nghĩ tới những điều lớn lao hơn. Có thể đây là một cuộc đội ngược dòng, tôi có linh tính là như vậy. Không được. Những quan sát của chúng tôi bên FC Diễn Châu, họ chuẩn bị cho tới hai sự thay đổi người. Như vậy cầu thủ được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 29 bên phía đội bóng áo xanh. Đấy là Tiến Đạt. Và chúng ta cùng chờ xem người rời sân được vị trí là Tiến Đạt. Đấy là cầu thủ mang số 4, Quang Đạt. Như vậy Tiến Đạt vào sân và Quang Đạt là người rời sân. Không được. Phát bóng lên dành cho FC Quỳnh Lưu. Nhịp độ trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã được đẩy lên là khá cao. Và xin được chào tất cả các cổ động viên đã theo dõi trận thi đấu của chúng ta trên fanpage sân cỏ Hải Phòng. Xin được chào bình luận viên Hậu Zozo. Chúc cho bình luận viên chủ tịch Phạm Văn Hậu sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thương. Như vậy chủ tịch Hậu Zozo của chúng ta mặc dù đang công tác ở phương xa, tuy nhiên anh vẫn đang rất sát sao với công việc của ekip sân cỏ Hải Phòng. Nguyễn không vào. Tình huống xoay người dứt điểm đến từ vị trí của chàng cầu thủ mang áo số 10 bên phía Quỳnh Lưu. Đấy là Xuân Đào, tuy nhiên nó lại không qua được cái chân của Văn Sinh. Ngày hôm nay Văn Sinh đang thi đấu như một sách lô ra mốt trên sân. Khi cần Văn Sinh hoàn toàn có thể chặt đinh chém đá. Đứng lại đi người nào. Quay trở lại với trận thi đấu của chúng ta.
Tình huống bóng biên dành cho FC Diễn Châu. Đấy, tiếp trên sân bóng của trường đại học Hà Khải, như một cô gái tuổi 18 cực kỳ thất thường. Mấy ít phút trước rồi đã hứng nắng thì bây giờ trời có hiện tượng chuyển mưa. Điều kiện thời tiết như thế này nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận thi đấu ngày hôm nay. Và mình là viên Anh Tuấn cùng ekip sân cỏ Hải Phòng xin được gửi lời chào thân thương và đồng nhiệt nhất với tất cả các quý vị và các bạn đang theo dõi trận thi đấu của chúng ta. Hai cánh xin rồng nào. Một tình huống thử vận may đến từ vị trí của công trưởng. Đây là Xuân Phong. Những chuyển ghế đổi dấu là khá tốt dành cho đồng đội. Xuân Phong làm gì đây? Xuân Phong không vào. Rất đáng tiếc cho Xuân Phong. Trong tình huống vừa rồi một pha phối hợp rất con nét của các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu. Tuy nhiên tình huống dứt điểm cuối cùng nó không thể đánh bại được người các nền Văn Sĩ. Chuyền của công trưởng đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Đá phạt cách mình phía cánh phải so với hướng tấn công của họ. Pha đá phạt này là khá xa. Nguy hiểm không vào. Hoa Lô người ngang đền Đức Mạnh bên phía Diễn Châu. Đây là công trường. Không hề có tiếng còi của trọng tài và trận thi đấu của chúng ta đang được tiếp tục. Bây giờ thì trọng tài chính của chúng ta mới cắt còi. Đây là một tình huống để bóng chạm tay của các cầu thủ bên phía FC Diễn Châu. Rồi sẽ đứng trước tình huống đá phạt này là Văn Lòng. Rồi phản công dành cho Diễn Châu FC. Đây là Xuân Phong. Trọng tài yêu cầu các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu thực hiện lại tình huống đá phạt vừa rồi. Ý đồ đá phạt nhanh của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Văn Sinh. Đường truyền dài cho Văn Sinh. Không được. Công trường
Bóng biển dành cho các cầu thủ đến từ Diễn Châu FC và người chặt điện của bóng biển này là Văn Tải. Chàng hậu vệ mà áo số 2. Đây là Văn Tải sút xa không được. Và xử lý táo bạo của Văn Tải. Báo vào. Công trường. Phòng ngự của các cầu thủ bên phía Quỳnh Lưu FC, họ đang muốn thực hiện một tình huống ban bật với nhau nhằm kéo cao đội hình của Diễn Châu. Bên phía FC Quỳnh Lưu họ sẽ có sự thay đổi người tiếp theo. Cầu thủ được tung vào sân, đấy là Xuân Thắng. Trẻ con đưa ra đây không bóng nó vào. Cầu thủ vào số 9 và người về sân. Nhiều vị trí lại cho Xuân Thắng, đấy là cầu thủ báo số 4 bên phía FC Quỳnh Lưu, đấy là công trưởng. Và bên ngoài đường bít ngay lập tức ban huấn luyện của FC Diễn Châu cũng chuẩn bị cho một sự thay đổi người. Cầu thủ chuẩn bị đã tung vào sân, đấy là Nguyễn Anh Tuấn, cầu thủ báo số 79. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng đâu sẽ là cầu thủ rời sân nhiều vị trí là cho anh Tuấn. Tiếng còi của trọng tài đã được cất lên. Anh Lương Tá ơi, Diễn Châu số 9 ra. Lý ơi, Diễn Châu số 9 ra. Bây giờ anh Tuấn chẳng được tung vào sân và người được rút ra nghỉ, đấy là Trạch Lý, cầu thủ mang số 9 bên phía FC Diễn Châu. Rồi, tấn công dành cho Quỳnh Lưu FC không được. Để chuyển cho đồng đội hơi thiếu lực. Văn Long không đến được với vị trí của đồng đội. Thêm một sự thay đổi người đến từ FC Quỳnh Lưu. Văn Linh là cầu thủ được tung vào sân. Một người rời sân nhường vị trí lại cho Văn Linh. Đấy là Tô Văn Thịnh, cầu thủ báo số 7. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai là còn khá nhiều. Và nó hoàn toàn đủ để cho các cầu thủ bên phía FC Quỳnh Lưu họ có được bàn thắng con đường tỷ số với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Phát bóng lên cho người các nền Mai Văn Sĩ. Đây là Văn Long. Đội chuyển khá tốt của Văn Long, cơ hội không được. Bóng đang còn trong cuộc. Rồi phản công dành cho Diễn Châu FC, tình huống 3-1. Làm gì đây? Dứt điểm không vào. Khá đáng tiếc cho Diễn Châu FC trong tình huống phối hợp dứt điểm vừa rồi. Người cuối cùng chạm chân vào bóng, đấy là vị trí của Văn Tải. Đấy là một tình huống 3-1. Tuy nhiên Văn Tài lại không thể chiến thắng được người các đền Mai Văn Sĩ bên phía FC Quỳnh Lưu. Chúng ta cùng được chứng kiến lại pha quay chậm vừa rồi. Tình huống trả bóng lại cho đồng đội là khá vừa tầm. Và pha dứt điểm của Văn Tài là rất hiền. Đây là Văn Sĩ.
không được. Rồi áp sát thì cắt bóng chưa thành công của các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu. Tuy nhiên nó vẫn mang lại cho một tình huống bóng biển. Nguy hiểm, có vào không? Không vào. Sự xuất sắc của Đức Mạnh đã giúp cho các cầu thủ bên phía Diễn Châu không phải nhận một bàn thua trong tình huống bóng vừa rồi. Quỳnh Lưu họ đang đẩy cao đội hình và ít nhiều họ đã tạo ra được một số cơ hội có nét. Tuy nhiên ngày hôm nay sự xuất sắc của Đức Mạnh, người gác nền, và anh chàng trung vệ Văn Sỉnh đã ngăn chặn đi rất rất nhiều cơ hội của các cầu thủ đến từ đội bóng áo vàng. Đây là Văn Lòng. Đường truyền khá tốt dành cho Xuân Phong. Rồi không được, vẫn không có bàn thắng dành cho các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu. Diễn Châu họ đang tỏ ra cực kỳ lợi hại trong những tình huống tổ chức phản công của mình. Tuy nhiên để bảo đảm cho một kết quả có lợi, họ cần chuẩn chỉ hơn cho những tình huống dứt điểm cuối cùng của mình. Rất nhiều cơ hội ngon ăn đã bị các cầu thủ bỏ qua đến phía cả hai câu lạc bộ. Và hãy nhớ rằng trong bóng đá, trong bất kỳ một bộ môn thể thao nào, nó luôn có một quy luật, đấy là khi mà bạn tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng thì rất dễ bị thủng lưới trong những đòn hồi mã thường của đối thủ. Không được, không qua được chân của Văn Sỉnh. Đó là câu trả lời của các cầu thủ đến từ Diễn Châu. Dứt điểm không vào. Thêm một tình huống mà Xuân Phong được đồng đội đặt ở một vị trí cực kỳ thuận lợi. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại đưa trái bóng đi tìm đến đúng cột dọc. Khung thành của người đã đền Mai Văn Sỉnh. Câu trả lời của Quỳnh Lưu FC. Rất nhanh hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía Diễn Châu này tổ chức bọc gót kịp thời pha bóng vừa rồi. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi gửi lời chào thân thương và nồng nhiệt tới camera G Kim Thanh. Nếu đang theo dõi trận thi đấu của chúng ta có fan biết của sân cỏ Hải Phòng. Theo như những gì mà chúng tôi được biết thì Kim Thanh không phải là một con người đam mê bóng đá. Tuy nhiên ngày hôm nay người đang quay trận thi đấu này đấy là camera Bá Vương. Camera men Bá Vương là chồng của Kim Thanh và chắc chắn đấy là một pha check va để kiểm tra chồng. Sẽ có một chiếc thẻ. Không. Người trọng tài chính của chúng ta đưa tay vào túi áo ngực. Tuy nhiên đấy chỉ là một tình huống chỉnh áo mà thôi, chứ ông không rút ra bất kỳ một chiếc thẻ nào cho pha bóng vừa rồi. Bây giờ quay trở lại với trận thi đấu của chúng ta. Đây là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ đến từ Diễn Châu FC. Cự ly của những góc sút của tình huống đá phạt này là cực kỳ thuận lợi. Và nếu như các cầu thủ đến từ Diễn Châu có được bàn thắng trong tình huống đá phạt này thì trận đấu xem như đã được an bài. Không được. Dứt điểm thẳng về phía cầu môn của Mai Văn Sĩ là chưa thành công. Nó mang về cho các cầu thủ bên phía Diễn Châu một tình huống bóng biển. Không được. Đường truyền là xẻ lưng đồng đội.
Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai không còn nhiều. Các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng họ đang cực kỳ khẩn trương để đưa trái bóng vào trong trận đấu. Đến một cơ hội phản công dành cho Diễn Châu FC. Bóng là khá tốt. Đây là Xuân Đào. Sút xa không được. Tình huống xử lý hơi vội của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Đây là Xuân Phong. Xuân Đào qua được các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và đây là cơ hội phản công của Diễn Châu. Làm gì đây? Không được. Một pha xử lý rất công cảnh. Một cầu thủ báo số 74 đó là Phan Mạnh Quỳnh. Ngay lập tức là một câu trả lời đến từ Quỳnh Lưu. Những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai là trận thi đấu của chúng ta đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và bất kỳ một sai lầm nào ở giờ phút nhạy cảm như thế này đều phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Không được. Ngày hôm nay các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu họ đang phá rất nhiều cơ hội. Nếu như phải chia điểm hay để mất điểm cho trận thi đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía Diễn Châu họ chỉ biết tự trách mình mà thôi. Bóng khá chủ động. Bóng biên dành cho FC Diễn Châu. Đây là Xuân Phong. Làm gì đây Xuân Phong? Phối hợp rất tốt với đồng đội. Đường truyền vào không được. Đến bóng dành cho Quỳnh Lưu FC. Với vị trí của Văn Tài. Văn Tài sẽ là người thực hiện tình huống bóng biên này. Có người có lỗi và bóng về rồi cơ ơi. Không được. Văn Sinh. Văn Sinh ngày hôm nay đang thi đấu khá tốt ở một vị trí cực kỳ quan trọng, đấy là vị trí trung vệ thủ. Văn Tài thế một tình huống 3-1. Văn Tài vẫn không vào. Và ngay lúc này trọng tài chính của chúng ta đã đổi còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức trong cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ đây là FC Quỳnh Lưu và các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ đến từ FC Diễn Châu họ là câu lạc bộ giành được chiến thắng với tỷ số là 1-0. Qua đấy củng cố chắc vị trí nhất bảng B của mình trong giải bóng đá Nghệ Tĩnh lần thứ 8 năm 2023 tại khu vực Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên sóng live stream buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.